第十三课, 现在几点? 73, bây giờ mấy giờ? Hội thoại 1 Tại xu sở Ở ký túc xá Trung Xuân Nhật Bản đại học, 早上几点上课? 大部分是8点50分, 我们学校是9点。 几点下课? 10点半。 东方大学早上8点上课, 太早了。 Đầu tiên là từ Trung Xuân, âm Hán Việt là Trung Thôn. Đây là tên của một nữ sinh người Nhật Bản. Từ Nhật Bản có nghĩa là Nhật Bản. Nhật Bản de đại học có nghĩa là đại học ở Nhật Bản. Giáo sang, âm Hán Việt là tảo thượng, có nghĩa là buổi sáng. Từ này thường được chỉ khoảng thời gian khá sớm, khoảng 8-9 giờ sáng trở về trước. Từ chỉ có nghĩa là mấy. Điển, trong trường hợp này có nghĩa là giờ. Chí điển là mấy giờ. Từ sang khờ có nghĩa là lên lớp, vào học. Chí điển sang khờ có nghĩa là mấy giờ vào học, mấy giờ lên lớp. Giáo sang chí điển sang khờ có nghĩa là sáng mấy giờ vào học. Cả câu này dịch thành Trung thôn, đại học ở Nhật Bản sáng mấy giờ vào học. 大部分是8点50分, 我们学校是9点. Đầu tiên là từ 大部分, âm Hán Việt là đại bộ phận, có nghĩa là phần lớn, hầu hết. 大部分是 là phần lớn là, hầu hết là. Từ 3, âm Hán Việt là bát, có nghĩa là 8. 3点 có nghĩa là 8 giờ. Từ 50, âm Hán Việt là ngũ thất, có nghĩa là 50. Từ phân, có nghĩa là phút. 50 phân, có nghĩa là 50 phút. 3点50 phân, có nghĩa là 8 giờ 50 phút. 大部分是8点50 phân, có nghĩa là phần lớn là 8 giờ 50 phút. Từ 学校 có nghĩa là trường học, âm Hán Việt là học hiệu. Từ 9 âm Hán Việt là cửu, có nghĩa là 9. 9点 có nghĩa là 9 giờ. 我们学校是9点, có nghĩa là trường chúng mình là 9 giờ. Cả câu này dịch là phần lớn là 8 giờ 50 phút, trường chúng mình là 9 giờ. 几点下课? Từ 下课 có nghĩa là tan học. 几点下课 có nghĩa là mấy giờ tan học. 10点半 Từ bán, âm Hán Việt là bán, trong trường hợp này để chỉ giờ rưỡi. 10点半 có nghĩa là 10 rưỡi. 东方大学早上8点上课, 太早了. Từ zǎo, đã học trong zǎo shàng có nghĩa là sớm. 太早了 có nghĩa là sớm quá rồi, sớm quá. Cụm từ thai cộng tính từ hoặc động từ chỉ cảm xúc cộng lơ có nghĩa là quá cái gì đó rồi. Cả câu này có thể dịch là Đại học Đông Phương sáng 8 giờ vào học, sớm quá rồi. Hội thoại 2 Ở trước nhà ăn. Đa vệ 电影几点开始? 6点半 现在几点? 差一刻6点 谢谢 一会儿见 大卫
电影几点开始？Từ điện ảnh, âm ăn việc là điện ảnh, có nghĩa là phim điện ảnh. Từ khai sử, âm ăn việc là khai thủy, có nghĩa là bắt đầu. Chí điện khai sử, có nghĩa là mấy giờ bắt đầu. Điện ảnh chí điện khai sử, có nghĩa là phim mấy giờ bắt đầu. Cả câu này dịch là David.Phim mấy giờ bắt đầu? 6:30. Từ liều là số 6. 6:30 là 6 rưỡi. 现在几点? Từ hiện tại, âm Hán Việt là hiện tại, có nghĩa là bây giờ. 现在几点? Có nghĩa là bây giờ mấy giờ?差一刻六点。Từ差 ở đây có nghĩa là kém. 一刻 có nghĩa là một khắc, ở đây là chỉ 15 phút. 差一刻 là kém một khắc hay kém 15 phút. 差一刻六点 có nghĩa là 6 giờ kém 15 phút.谢谢，一会儿见。一会儿 hay trong khẩu ngữ nhiều trường hợp còn đọc là 一会儿 có nghĩa là một lát. Từ 见 có nghĩa là gặp. 一会儿见 có nghĩa là lát nữa gặp lại. 谢谢，一会儿见 có nghĩa là cảm ơn, lát nữa gặp lại.